Hello, chào tất cả các bạn cũng như tất cả mọi người đang theo dõi kênh của mình nha. Thì vẫn tiếp tục video hành trình chia sẻ những cuộc sống và công việc của mình tại Đài Loan nha. Thì hôm nay mình sẽ lắp thêm mấy cái chân cột và kết cấu công trình nha, nhà xưởng. Cái công việc và lắp ráp nhà kết cấu nhà xưởng như thế nào thì mời cả nhà theo dõi video nha. Thì hay yêu quý mình thì cho mình một like, subscribe ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Sau khi hàng ở container về tập kết ở đây thì hôm nay mình sẽ lắp ráp các cái chân cột nha cả nhà. Đây là giờ máy hôm nay đến rồi này. Máy cầu nha. Cato máy cầu. Đây là những cái chân để mình tìm mình lắp chân vào nha. Đây là những khối thép, những cái chân và những cái trụ là to, rộng và dài nha. Một thép rất là nặng. Nên phải dùng cầu to nặng nha. Cái cầu rất là to khổng lồ luôn. Thì để nâng được cái khối thép khổng lồ này thì cần một cái máy cầu cả trăm tấn nha.
Thank you.
Đây là những cái trụ cột mà sau một ngày làm việc 4 người với là một cái máy cầu như cả nhà. Đây là những cái trụ cột đã được dựng lên. Công sức của 4 người và một cái máy cầu. Rất là cao luôn, tầm 8 mét nha cả nhà. Này, công sức của 4 người và một máy cầu. Ngay cái rừng của tương đó, đây là kết cấu nhà xưởng nha. Kết cấu nhà xưởng lắp ráp. Rất là cao, lắp ốc rất chắc chắn nha. Đây là ốc hết đi nha cả nhà, đây là bắt ốc hết nha. Dưới chân là lắp vào xong rồi vẫn hết ốc chắc chắn. Bên này thì nó lên cột 2 này, lên dàn ngang. Đây là những cái khối thép ngang nha, theo cái dầm ngang thì chưa có lắp. Đó là khối lượng công việc của một ngày của mình và mấy người. Thì cả nhà xem video thấy hay, yêu quý mình thì cho mình một like, subscribe ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nhé.